ủy ban nhân dân thành phố vừa có tờ trình đề nghị hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư phục vụ giải tỏa dự án là đại học Đà Nẵng, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, nhằm mục đích bố trí tái định cư phục vụ giải tỏa để triển khai dự án là đại học Đà Nẵng. Theo đó, đầu tư xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục như sang nền giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh, cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng và hệ thống thông tin liên lạc với tổng diện tích đất là 12,73 ha. Tổng mức đầu tư 227 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố dự kiến thực hiện trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023.